Thần tôn, thần giới lại xảy ra chuyện gì sao? Không sao. Thượng cổ đâu? Vẫn đang nghỉ ngơi sao? Cả đêm qua điện hạ không ngủ, vừa rồi mới thức dậy. Ngươi lui xuống trước đi. Sao đột nhiên quên lại tới vậy? Muội bị thương rồi à? Cho ta xem. Quỳnh ấy làm muội bị thương sao? Quỳnh ấy ở đâu? Quỳnh đừng đi. Quỳnh ấy đã quyết tâm rồi. Quỳnh đi cũng chẳng làm được gì. Ta chỉ muốn cho Quỳnh ấy biết, muội không phải là người Quỳnh ấy có thể tùy tiện đả thương. Những lỗi lầm mà ta phạm phải, dù có giết cả vạn lần cũng khó lòng mà tha thứ. Cho dù Quỳnh ấy có làm ta bị thương, ta cũng... Người phạm phải tội lớn là Quỳnh ấy. Muội đừng tự trách mình. Nhưng hôm ấy là ta thả Quỳnh ấy đi. Quỳnh ấy nói với ta, bao nhiêu năm nay Quỳnh ấy ở bên cạnh ta chỉ để lấy được lệnh vũ của thần chủ. Quỳnh ấy là huynh trưởng thân thiết nhất với ta. Ta chưa từng nghĩ rằng chúng ta sẽ thành ra như vậy. Có lẽ vốn dĩ ta không nên quay về từ Cửu U. Đi cùng ta đến một nơi. Huynh đưa ta tới đây làm gì? Năm đó khi muội chưa sinh ra, ta và Thiên Khải thường xuyên tới đây uống rượu. Lúc đó các vị thần ở thần giới đều cùng giúp tổ thần xây dựng thần giới, biến hóa ra vạn vật trên thế gian. Tình nghĩa ấy sâu đậm, có thể sống chết vì nhau. Một đêm trước trận chiến cuối cùng với ma tộc, chúng ta cũng tới đây. Chỉ là phần lớn trong số họ đã mất rồi. Sau trận chiến giữa thần và ma, ta từng vô cùng tự trách. Ta trách bản thân mình không thể bảo vệ nhiều người hơn. Nhưng kiếp thần dài đằng đẵng, ta và muội không thể cứ chìm trong nỗi ân hận mãi được. Nếu lúc nào cũng nghĩ về những chuyện đã qua, thì tương lai ở đâu đây? Quỳnh nói không sai, kể cả sau này nhất định sẽ có một trận chiến, thì chúng ta cũng không thể uổng phí ngày hôm nay. Nhân lúc vẫn còn được ở cạnh nhau, hãy ngắm nhìn mây bay gió lượn, uống một vò rượu, bàn về kiếp phù du. Hạ giới nhìn thần giới chúng ta ung dung tự tại biết mấy, chớp mắt một cái là giờ non lấp bể, chớp mắt một cái là đi mây về gió. Nhưng họ lại không biết vận mệnh của chúng sinh giống như một bàn tay vô hình, cho dù cai quản cả tam giới cũng có những chuyện bất lực chẳng làm gì được. Bạch Quyết, nếu một ngày nào đó ta phạm phải tội lớn như vậy thì Quynh sẽ lựa chọn thế nào? Có ta ở đây sẽ không xảy ra ngày đó đâu. Nếu thật sự có ngày đó thì sao? Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ trả lời muội là phải coi trọng việc công hơn là việc tư. Nhưng bây giờ ta cũng không biết nữa. Có thể muội có nỗi khổ tâm của muội, ta bằng lòng chịu phạt cùng muội. Có thể nghe được lời này từ người công chính nghiêm minh như chân thần Bạch Quyết, cho dù ta có chết cũng không còn gì hối tiếc. Nói bậy gì vậy? Muội là thần chủ, phải cùng tồn tại với tam giới. Nhưng cho dù Thiên Khải có quan trọng với ta đến đâu, ta cũng không thể vì chút tư tình mà quên mất luân thường đạo lý, bỏ mặc an nguy của chúng sinh, bởi vì ta là thần chủ. Thượng cổ, yên tâm, ta nhất định sẽ ngăn cản huynh ấy dị thế. Không chỉ vì Thiên Khải,
mà cũng vì chức trách thần chủ của ta. Trận pháp này quả nhiên đã tác động đến hỗn lực ở hạ giới. Trận pháp mà tổ từng tạo ra tất nhiên sẽ không có sai sót. Chỉ là đến khi hoàn thành trận pháp ít nhất cũng phải 12 canh giờ. Thần giới sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian vậy đâu. Ta sẽ để canh giữ nơi này, dùng căn nguyên thần lực thúc đẩy trận pháp. Bên ngoài đầm Uyên đỉnh thì phải dựa vào ngươi rồi. Tử Hàm sẽ không phụ lòng tin của thần tôn. Tử Hàm, một khi trận pháp diệt thế thành công, yêu giới cũng sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Đó là cố hương của ngươi. Trong lòng ngươi không oán hận bản tôn hay sao? Bọn họ, thần tôn, mỗi một linh lực của yêu tộc đều từ yêu thần mà ra. Nếu yêu thần không còn nữa thì yêu tộc tồn tại còn ý nghĩa gì? Huynh đệ của ngươi không chỉ có mấy vị trên điện chân thần, mà có cả chúng thần nữa. Chỉ cần thần tôn mở lời, cho dù có bị người người chỉ trích, bị chửi rủa muôn đời, thì chúng thần cũng vĩnh viễn đi theo người. Thần chủ, chuyện của Thiên Khải vẫn chưa kết thúc. Dù hỗn độn ở thần giới lại vang lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không sai, chúng thần đợi ngày đợi đêm để gặp thần chủ mà không được. Hôm nay mong thần chủ hãy giải thích cho rõ. Hôm nay triệu tập mọi người tới là muốn nói với mọi người một việc. Ta cùng chân thần Bạch Quyết để điều tra rõ ràng. Yêu thần Thiên Khải muốn bố trí trận pháp diệt thế ở đầm Uyên Lĩnh. Pháp lực của yêu thần mạnh mẽ ngang tàn là có được lệnh phủ của thần chủ. Nếu hắn muốn diệt thế thì thần giới có ai ngăn cản được đây? Yêu thần bỏ trốn khỏi thần giới vẫn chưa điều tra rõ. Điện hạ muốn bỏ qua chuyện này sao? Không sai. Vì tình cảm cá nhân mà ta đã thả Thiên Khải đi. Ta nhận tội và cũng chịu trách nhiệm trong chuyện này. Điều quan trọng bây giờ là bắt Thiên Khải quay về thần giới, ngăn cản quân ấy khởi động trận pháp diệt thế.